Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình tiếp tục gửi đến các bạn vòng 2 giải cờ tướng du lịch thế giới 2022 diễn ra tại Malaysia. Quậy tinh lai khách Dương Thiên Nhất, Tây Độc Nguyễn Thành Bảo và Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Mời các bạn thưởng thức biên bản gián 1 Nguyễn Thành Bảo, Phùng Gia Tứ. Sure. Chỉ 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 chỉ是 是 或是 是 是 是 是 破相 是
将军。吃。将军。将军，吃。将军，吃。吃。Chơi đến đây, hai bên đã đồng ý hòa. Mời các bạn xem tiếp lê án 2. Nam Phương Công Tử là Lý Huynh, Các Chân Y, Đài Loan.
吃。将军。吃。将军。吃去。吃去。吃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 。
吃。 将军。 破事。 吃。 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 将军。 将军。 再将。 将军。 将军。 再将。 再将。 将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Pháo năm bình sáu, chiếu tướng mất xe. Cho đến đây các chân y đã nhận thua. Mời các bạn xem tiếp văn ba. Quậy tinh lai khách, Dương Thiên Nhất phải hậu thủ trước Thẩm Nghị Hào, Malaysia.是。
吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃去。再将。吃。吃。将军。将军。将军。将军。再将。吃去。
将军。吃。吃。将军，pháo 8 tấn 1, nước cờ tuyệt hay đang dọa chiếu tướng bắt pháo và bắt mã. Đến đây hai bên đã đồng ý hòa. Nếu xuống tướng lập tức bên đỏ sẽ bước mã chiếu tướng, sau đó ăn chốt. Thế trận cũng không thể nào thắng được. Các bạn vừa thưởng thức 3 ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.